là Trần Đình Quốc Dũng, học sinh lớp 5-1 trường tiểu học số 1 Quảng Phước. Bồn rửa tay của trường em trước đây rất là đã xuống cấp, không được đẹp như là bồn rửa tay của tổ chức Dolphin mới tặng cho trường chúng em. Em rất cảm ơn dự án đã tặng cho trường em hai bồn rửa tay thật đẹp và sạch sẽ và rất là thuận tiện khi em vừa đi vệ sinh và chơi xong. Em chúc cả anh chị trong tổ chức Dolphin luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Tôi là Lê Thị Thu Thủy, giáo viên trường tiểu học số 1. Thì trong ngày trước và chúng tôi đã được đến quỹ trái tim Huế Dolphin tài trợ và chúng tôi đã được tập huấn về chăm sóc sức khỏe cá nhân và các phòng dịch bệnh Covid. Thì qua tập huấn tôi thấy chương trình rất là hay. Chúng tôi đem những hiểu biết về để tập huấn lại cho học sinh của trường. Qua chương trình là tôi thấy các em là hưởng ứng và có rất nhiều là lợi ích trong thời điểm là dịch bệnh Covid, và từ đó các em là có ý thức hơn để phòng chống dịch bệnh Covid, và các em biết là rửa tay đúng quy cách, qua đó là giúp cho là công tác phòng chống dịch bệnh của nhà trường và trong cộng đồng ngày càng tốt hơn. Qua đây là chúng thay mặt giáo viên và học sinh toàn trường và học sinh cảm ơn thì quỹ trái tim Huế đồng thời đã tập huấn và tha từ chúng tôi hoạt động. Cảm ơn anh, hiệu trưởng trường tiểu học số 1 Quảng An, huyện Quảng Điền. Tôi xin phép có lời chia sẻ và lời tri ân đến tổ chức Dolphin thông qua kỳ trại tiếng Huế. Thì giáo dục Quảng Điền trong những năm gần đây, đặc biệt là giáo dục tiểu học như trường tiểu học số 1 Quảng An của tôi, luôn được sự đồng hành, hỗ trợ rất là lớn từ tổ chức Dolphin này. Thông qua anh Khánh ở quỹ trại tiếng Huế thì đã giúp cho các trường như trường chúng tôi là xây dựng rất là nhiều các công trình, ví dụ như công trình mạng nước rửa tay như chúng tôi đang sử dụng hiện nay. Thì đối với mạng nước rửa tay này á, thì chúng tôi thấy là nó có ý nghĩa cũng rất là lớn, nó giúp cho học sinh là có cái ý thức rất là tốt trong cái việc giữ gìn vệ sinh cá nhân để phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là phòng chống dịch Covid-19. Cho các em là thực hành rất là thanh thản cả về công tác trong cái công việc rửa tay sát khuẩn, là một trong những cái thông điệp 5K mà nhà trường cũng như là địa phương và các ban ngành đã nhắc nhở các em để phòng chống dịch Covid-19. Thì thông qua đây thì tôi cũng mong rằng thì tinh thần này của tổ chức Dolphin tiếp tục là duy trì và lan tỏa đến các trường trong địa bàn của huyện Quảng Điền nói riêng và trong tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung. Và cũng một lần nữa xin thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường cũng như hội phụ huynh là thành thật cảm ơn tổ chức Dolphin và thông qua kỳ trại tiếng Huế rất là nhiều. Xin cảm ơn.